Có nhiều lắm. Hả? Xuống còn 2 phút mấy thì... Mấy giờ? Cho nó... Bữa thì mình bằng nó nhanh. Còn giờ nó lại cho nó 2 tiếng. 2 tiếng? Trước năm từ chiều đến 11 giờ đêm. Nó bị xuất bản hết. Thế nào 2 tiếng? Tôi về đây. Không biết đăng lâu nhất, thì thường đăng nó phần tiếng. Anh đăng khoảng là 10 cái 1 ý. Cho anh ngồi chỉ nó lên, lên kiếm kiếm tiền thôi. Rồi quay sang quay lại làm được. Thế đăng phát 7 cái nó ngồi được đâu anh? Không, nó vẫn luôn bị. Mà còn quá trời. Chứ kẻ nó làm như thôi thì ngồi ra là biết rồi. Chịu chết. Yeah.